Ngày xưa, ở vùng sông Tranh thuộc về tỉnh Đông, có hai vợ chồng nhà nọ, tuổi già nhưng chưa có con. Thường ngày họ cầu trời có một đứa con cho vui tuổi già. Một hôm, trong khi ra đồng phát ruộng, người chồng nhặt được hai quả trứng to bằng nắm tay, bèn đưa cho vợ xem, nghĩ là quả ông trời tặng mình. Họ mang trứng về nhà và chăm sóc một cách cẩn thận. Chẳng bao lâu sau, hai quả trứng nở ra hai chú rắn xinh xắn. Ban đầu, khi nhìn thấy hai chú rắn, ông lão sợ hãi lắm, định đem vứt đi. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, bèn để chúng lại nuôi cho vui cửa vui nhà. Hai con rắn rất khôn, từ đó quấn quýt với người, đi đâu cũng đi theo. Chúng chóng lớn mới bằng chiếc đũa, chẳng bao lâu đã to bằng ngón tay. Một hôm, ông lão ra ngoài đồng cuốc đất, cặp rắn bò theo chân ông lão. Nhưng không may, một nhát cuốc bổ xuống làm đứt đôi một con rắn. Nó đau đớn, quằn quại trong sự sững sờ của ông lão. Ôi, khổ thần chú nhóc, sao cứ quẩn bên chân ông làm chi cho khổ thần thế này? Thế là bị cụt mất đuôi rồi, có khổ không chứ? Ông bà sang mà xem, đôi rắn ông bà nuôi đang bắt trộm gà nhà tôi kia kìa. Nó còn rình để cắn cặp lợn nhà tôi nữa. Tôi đã nói bao lần, ông bà phải giết chúng đi mà ông bà đâu có nghe. Đây, ông thấy chưa? Cái con cục đuôi kia kìa, nó hết trộm gà rồi trộm lợn của nhà tôi. Tại sao mày lại làm thế hả con? Ở nhà ông bà có để cho hai đứa tung thiêu gì đâu mà lại sang nhà hàng xóm ăn trộm như vậy chứ? Tôi xin lỗi hai người, tôi không ngờ rằng chúng lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Tôi sẽ dạy dỗ lại chúng. Cái gì? Đến nước này ông còn định giữ chúng ở lại ư? Chúng tôi không đồng ý. Ở bên cạnh một loài vật nguy hiểm như vậy, chúng tôi cảm thấy không an tâm. Biết đến lúc nào chúng sẽ lại cắn chết chúng tôi chứ? Đúng vậy, tốt nhất là ông bà phải giết chúng đi, đừng để chúng phá hoại, cắn chết gia súc của chúng tôi như vậy nữa. Nhưng chung sống với tôi từ nhỏ đến giờ, tôi luôn coi chúng như con cái trong nhà vậy. Chúng thế thôi, nhưng cũng ngoan lắm. Tôi hứa với mọi người, chúng sẽ không làm điều gì có hại nữa đâu. Đúng vậy, chúng bình thường rất ngoan, chắc có lý do gì đó thôi. Tôi xin mọi người thông cảm, đừng trách lầm chúng mà tội. Ơ, thế này là hiểu lầm á. Rõ ràng chúng sang nhà tôi trộm gà. Còn sang nhà tôi ăn trộm vịt nữa. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc mà chúng sang cắn luôn chúng tôi nữa ấy chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu, tôi xin hứa danh dự. Thôi thôi, mọi người ở đây sợ lắm rồi, tốt nhất là bà nên bỏ nó đi. Nếu không sớm muộn gì, ông bà cũng bị mọi người xa lánh, thậm chí lại còn bị đuổi đi ấy chứ. Tôi khuyên thật tình đấy, bỏ chúng đi, càng xa càng tốt. Bớ các con, các con hãy ở đây tự kiếm lấy cái nuôi thân, đừng có trở về. Hai thân già này không đủ sức nuôi các con nữa. Từ đó, hai con rắn làm oai làm phúc suốt cả một khúc sông rộng. Bởi sợ hãi chúng sẽ làm hại những người qua sông, người ta lập đền thờ chúng bên sông, gọi chúng là Đức Ông Tuần Tranh, hay còn gọi là Ông Dài, Ông Cục. Vẫn như xưa, còn rắn dài bản tính hiền hòa, duy chỉ có con rắn ông cục là bản tính dữ tợn, ngày một trở nên ngang ngược, lại tỏ ra háo sắc. Thuyền bè đi qua đó, nó thường xoáy nước nổi sóng dữ dội, làm cho bị đắm để bắt người lấy của. Hôm ấy, có hai vợ chồng nhà nọ sang sông,
Người vợ có sắc đẹp hết sức mỹ miều liền lọt vào mắt xanh của ông Cộc. Ông Cộc cứ bơi lởn vởn ở dưới mà ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu sa của người vợ. Ôi, sao trên đời này lại có người đẹp như vậy nhỉ? Những thứ xinh đẹp kiều diễm như vậy phải là của ta. Ông Cộc, người phụ nữ đó đã có chồng rồi. Anh đừng phạm sai lầm thêm nữa. Mọi người ở đây đã sợ anh lắm rồi. Chính em cũng bị lây tiếng xấu của anh. Em biết gì mà nói. Hãy cút khỏi nơi đây, để anh được tự do làm những việc anh thích. Sao ta lại có đứa em rút nhát như em nhỉ? Nếu không làm gì được thì dương mắt lên mà nhìn anh đi. Em không muốn ở đây và bị anh trấn áp nữa. Một mình anh hãy quản lý nơi đây. Nhưng hãy nhớ, đừng làm gì ác mà gây tội với người đời. Trời đất này luôn có lẽ công bằng phải trái cả đấy. Miễn sao có được điều ta muốn. Hai người là ai? Tại sao lại tới đây giữa đêm tối như thế này chứ? Đây là lễ vật của ông Cộc. Đức ông chẳng bao giờ hạ mình làm những việc như thế này, nhưng chỉ muốn nhà anh vui lòng nhường lại người vợ của anh cho ông ấy. Cái gì? Sao lại có chuyện ngang ngược như vậy được chứ? Hãy về bảo với đức ông các người. Anh dám cả gan chọc giận ông Cộc ư? Hai người sẽ không được yên đâu. Tốt nhất là hãy để vợ anh đi theo ông Cộc đi. Nếu không thì đừng trách. Các ngươi đừng hòng. Dù có thế nào ta cũng sẽ bảo vệ vợ ta. Các ngươi đừng hòng dẫn cô ấy đi khỏi tay ta. Được lắm, cứ chờ đấy. Đến lúc ông Cộc nổi giận thì không ai có thể chống đỡ được đâu. Đừng trách ta không báo trước nghe chưa. Không ổn rồi, chúng ta phải vào bờ ngay lập tức. Có lẽ ông Cộc cũng đã ra tay rồi. Ông ta muốn cướp nàng về, nhưng ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra được. Các ngươi tưởng dễ dàng thoát khỏi tay ta như vậy ư? Ta sẽ quá một trận mưa bão để xem các ngươi đối phó ra sao chứ. Trời mưa bão quá, có lẽ mình nên vào ngôi đền kia trú nhờ qua đêm nay thôi. Trên đất liền chắc ông Cộc không thể hung dữ như vậy được. Chúng ta mau đi thôi. Mình đắp tạm chiếc áo này đi, có lẽ chỉ mưa đêm nay thôi. Vợ chồng mình cứ ngủ tạm ở đây, đợi đến sáng mai rồi đi tiếp nhé. Vợ ơi, em ở đâu? Em đi đâu rồi? Vợ ơi! Chẳng lẽ ông trời ơi, tại sao ông lại để ông Cộc tác quay tác quá như vậy chứ? Vợ ơi, mình đâu rồi? Hãy về đây. Mình bị ông Cộc bắt đi rồi sao? Mình ơi! Này cậu học trò, mau lại đi. Ông gọi tôi ư? Tại sao ông lại biết tôi là học trò chứ? Đúng vậy, cậu có chuyện buồn có phải không? Nơm mặt cậu rất phiền não. Có chuyện gì có thể nói ta nghe được không? Biết đâu ta lại giúp được gì cho cậu. Biết cũng có giải quyết được gì đâu. Ở đây còn có ai khỏe được như ông Cộc chứ? Làm sao có ai đánh lại được hắn ta chứ? Ông Cộc ư? Cậu bị ông Cộc ăn hiếp à? Có chuyện gì cứ nói ta nghe xem nào. Nhớ ta giúp được anh thì sao? Liệu ông có giúp được tôi hay không đây? Thì ngươi cứ nói thử đi. Nếu như ta đoán không lầm thì vợ ngươi đã bị một kẻ có quyền thế cướp đi phải không? Ôi, sao ông biết hay vậy? Vợ tôi đã bị cướp đi. Nói vậy chắc hẳn ông biết cách tìm được vợ tôi về. Xin ông thương tình hãy cho tôi biết vợ tôi hiện nay ở đâu, và có cách gì cứu được vợ tôi không? Không giấu gì nhà ngươi, ta vốn là Bạch Long Hầu, vốn có phận sự làm mưa ở vùng này. Thấy việc tác quái tác quái, ta không thể để yên. Muốn giúp nhà ngươi trả được mối thù, ta đợi nhà ngươi ở đây đã lâu. Kẻ kia tuy quyền thế nhưng không thể làm loạn chính pháp. Con xin nghe theo lời ngài, xin hãy giúp con đòi lại vợ. Nếu được vậy, con cảm kích vô cùng. Được rồi, theo ta vừa bấm số thì vợ ngươi vẫn một lòng một dạ với ngươi.
đó là một người thủy chung. Vậy ngươi hãy đi theo ta, mai đây ta sẽ đưa nhà ngươi đến cung điện triều đình vua Thủy Tề đánh trống đằng văn. Khi đưa nàng ra đổi chức, tự nàng sẽ tố cáo kẻ thù. Nhưng ngươi cũng phải viết sẵn một lá đơn kiện mới được. Dạ, con xin đổi ơn người. Ơn này cả đời con mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Anh học trò theo Bạch Hầu xuống thủy cung kiện ông Cục. Vua Thủy Tề khi thấy chứng cứ sờ sờ về hành động gian ác của bộ hạ mình thì đùng đùng nổi giận. Rắn ông Cục, ngươi còn gì để nói không hả? Chứng cứ đành đành thế này, ngươi thật là to gan đấy. Dám cướp vợ của người Trần xuống thủy cung à? Tôi bị quan, thưa vua Thủy Tề, tôi không hề cướp ai đi. Chính cô ta đã tự nguyện đi theo tôi, sao lại có chuyện tôi ép uổng cô ta được chứ? Chứng cứ đành đành thế này mà ngươi vẫn còn cãi được sao? Ngươi không xứng đáng cai quản vùng này. Ngươi đâu, hãy bắt nó đài đi thật xa, cho đến tận cùng của đất nước này. Thả ta ra. Ta đã nói là ta bị quan mà. Ông Cọc như ta mà lại dễ dàng bị trói đến vậy sao? Đứng không, ta là ông Cọc, là người khỏe mạnh nhất vùng đây. Hãy mau lôi hắn đi, đến tận cùng của đất nước này. Đừng để ta nhìn thấy mặt hắn nữa. Lôi đi, hãy để hắn điên khuất mắt ta. Ta sẽ không tha tội cho các ngươi đâu. Hãy nhớ lấy, ta sẽ trở lại, nhất định ta sẽ báo thù. Ta sẽ lấy hết sức mạnh của ngươi. Từ giờ ngươi sẽ không khác gì một người thường. Để xem ngươi còn hống hách được đến khi nào. Ta sẽ trả thù. Tất cả các ngươi cứ nhớ đấy. Ngày ông Cục đi đầy, tôm cá rắn rét náo động cả một khúc sông Tranh. Quân lính áp giải ông Cục ra biển, rồi đi ngược lên phía bắc. Này anh kia, đây là đâu thế? Nói cho ta biết được không? Nơi đây đã sắp hết địa phận nước Việt rồi, đi qua nữa là sang nước khác. Vậy là đã đến chốn kỳ cùng rồi đó. Theo lệnh nhà vua, ta sẽ ở đây. Vậy là từ nay ta sẽ cai quản vùng đất này. Được thôi, nơi này trông có vẻ cũng rộng rãi đây, rất hợp với ý ta. Có khi nơi này còn hơn cái nơi bé như... Cái tên sông Kỳ Cùng cũng xuất phát từ cuộc đài ải ông Cục mà có. Sự tích nguyệt thực. Ngày xưa, ở một vùng quê yên ắng, hiền hòa, có chàng Akida sống cùng người mẹ quá nghèo của mình. Akida vốn là chàng trai tình cảm, chẳng bao giờ anh để mẹ vất vả. Việc gì anh cũng dành làm hết, phần vì thương mẹ, phần vì mẹ cũng đã già yếu. Cuộc sống đang yên ả, nhưng rồi một hôm, mẹ Akida bệnh nặng mà qua đời. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ cô mà đi. Mẹ ơi. Một chiếc đũa cả ư? Sao lại có chiếc đũa mới như này dưới lòng đất nhỉ? Kể cũng lạ, bỗng đâu trong đống đất đào mộ cho mẹ ta lại nhặt được chiếc đũa này, cũng là cái duyên. Thôi, ta sẽ mang về coi như là vật báo của mẹ để lại. Từ khi nhặt được chiếc đũa cả trên mộ của mẹ, Akida luôn giữ chiếc đũa cả bên mình. Bà con hàng xóm thấy vậy đều buồn cười, nhưng anh mặc kệ. Sao Akida lúc nào cũng dắt cái đũa cả bên hông thế nhỉ? Từ ngày mẹ anh ấy mất, tôi thấy anh ấy cứ đeo cái đũa ấy suốt. Nghe nói đó là vật báo mẹ anh ấy để lại cho anh ấy đấy. Vật báo ư? Cái đũa cả mà là vật báo ư? Chẳng ai hiểu gì về nguồn gốc chiếc đũa cả. Mình sẽ luôn mang nó bên cạnh, cũng như mẹ luôn bên cạnh mình.
Chà, hôm nay cũng nhiều củi ghê. Nhặt xong chỗ này thì mình cũng về thôi. Ôi mẹ ơi, con trăng. Đừng sợ chàng trai. Trăng nói được tiếng người sao? Tôi không làm hại gì anh đâu. Tôi chỉ muốn mượn anh cái đũa cả để dùng một lát thôi. Trăng mượn đũa của tôi để làm gì? Chồng tôi vừa mới chết. Nếu mượn được chiếc đũa cả của anh để lên mũi chồng tôi là chồng tôi sẽ sống lại ngay. Cái gì? Làm sao chiếc đũa cả của ta có thể làm chồng ngươi sống lại được? Tôi không tin là đũa của tôi lại có phép lạ như vậy. Nếu anh không tin, mời anh đi theo tôi, anh sẽ thấy rõ. Mình có nên tin con trăng này không nhỉ? Lỡ đâu nó là yêu quái dụ mình đi để bắt mình ăn thịt thì sao? Thôi, tôi không đi đâu. Làm gì có chuyện cái đũa lại có thể cứu người được. Trăng đừng có lừa tôi, đưa tôi về hang rồi ăn thịt tôi. Xin anh hãy cứu giúp chồng tôi. Tôi không lừa anh đâu. Nếu muốn ăn thịt anh thì tôi có thể ăn luôn ngay lúc này. Cần gì phải chờ dẫn anh về hang cho mất công. Ờ nhỉ, nó nói cũng có lý. Hãy cứ đi theo nó xem sao. Con trăng biết nói tiếng người hẳn không tầm thường. Với lại ngộ nhỡ như thế thật, mình thành kẻ vô tâm không cứu người. Được rồi, tôi sẽ dẫn trăng theo về. Trăng dẫn đường đi, tôi đi theo. Cảm ơn anh, mời anh theo tôi. Quả đúng như lời con trăng nói, nó đưa Akida về hang để cứu chồng nó. Akida làm theo lời trăng, đặt chiếc đũa cả vào trước mũi con trăng chồng đang nằm chết trên mặt đất. Thật kỳ lạ, con trăng ấy từ từ tỉnh dậy. Cảm ơn anh, chàng trai tốt bụng. Chà, không ngờ chiếc đũa này lại kỳ diệu như vậy. Tôi đã mang theo nó bên mình bao lâu nay mà không hề hay biết gì. Chiếc đũa cả của anh, nó không phải chiếc đũa bình thường. Sự mầu nhiệm của nó chính là ở mùi vị. Người chết khi ngửi được chiếc đũa lập tức sẽ sống lại. Vậy ư? Nhưng tôi nhặt được nó khi đào mộ chôn mẹ tôi. Sao bỗng dưng nó lại thần kỳ như vậy nhỉ? Thực ra đũa này vốn là của nữ thần mặt trăng đánh rơi trong một lần xuống hạ giới đó. Vậy sao? Thật vậy sao? Thế thì tôi phải đi tìm nữ thần để trả lại người chiếc đũa. Có lẽ nữ thần không còn để ý đến chiếc đũa nữa đâu. Anh hãy mang về để giúp đỡ cho mọi người thì tốt hơn. Ừ, có được chiếc đũa này cứu người thì tốt quá. Tôi sẽ sử dụng nó thật hữu ích. Phải chi tôi có chiếc đũa này từ trước thì mẹ tôi đã không chết rồi. Có thể đó là món quà mẹ anh muốn dẫn lối cho anh nhận được trước khi bà mất thì sao? Ừ, có lẽ như thế thật. Vậy thì từ giờ tôi sẽ dùng chiếc đũa này để cứu người. Hẳn mẹ tôi sẽ rất vui. Nhưng anh phải nhớ không nói lộ bí mật này cho người khác biết. Nếu không thì chiếc đũa sẽ mất hết phép màu. Chỉ cần anh không nói lộ bí mật này cho người khác biết thì sự mầu nhiệm đó không bao giờ mất. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Trăng. Nhưng anh phải nhớ không nói lộ bí mật này cho người khác biết. Nếu không thì chiếc đũa sẽ mất hết phép màu. Chỉ cần anh không nói lộ bí mật này cho người khác biết thì sự mầu nhiệm đó không bao giờ mất. Nhất định là thế rồi, sẽ không ai biết bí mật này cả. Akida quay trở về làng. Trên đường đi, anh bỗng thấy xác một con chó chết thối. Một chú chó nằm chết đáng thương quá. Mình phải cứu chú chó này mới được. Hy vọng mày sẽ sống lại nha. Chà, hiệu nghiệm quá. Ngoan lắm, mày có muốn theo tao về nhà làm bạn với tao không? Từ nay, ta gọi chú là Kisu nha. Kisu, nhanh về nhà thôi nào. Từ đó, chú chó Kisu mà Akida cứu được vừa trở thành bạn, vừa là người đầy tớ trung thành của Akida. Từ ngày Akida trở về làng với bí mật cây đũa cả trong tay, chẳng bao lâu sau, anh trở thành một thầy làng nổi tiếng có tài cải tử hoàn sinh.
nhưng không ai biết rằng tay của anh chỉ trông vào mỗi cái đũa cả. Một hôm, có vị quan triều đình đến mời anh vào hoàng cung cứu công chúa vừa mới qua đời. Cho hỏi đây có phải nhà thầy lang Akida không? Dân, chính tôi. Ngài là quan triều đình phải không? Chẳng hay đến nhà tôi có chuyện gì? Thầy lang Akida ơi, tôi nghe nói thầy là người có thể cải tử hoàn sinh. Nay công chúa vừa qua đời, khiến nhà vua vô cùng đau đớn. Tiếng thầy đồn vào tận trong hoàng cung, nên nhà vua sai tôi đến mời thầy vào cung ạ. Vậy thì chúng ta đi ngay thôi. Kisu ơi, chúng ta lên đường thôi nào. Vậy là Akida lại cầm cây đũa cả thần kỳ vào cung để cứu công chúa. Muôn tâu hoàng thượng, thần đã mời được anh ta về cung đây ạ. Người chính là vị thần y nổi danh khắp thiên hạ đấy sao? Liệu ngươi có thực sự cứu được người chết sống lại hay không? Muôn tâu bệ hạ, nghe nói anh ta đã cứu rất nhiều người rồi ạ. Chính người bà con hàng xóm của thần đã được anh ta cứu sống. Ồ, thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Mau mau vào cứu công chúa cho ta. Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ cố hết sức. Trong lúc thần chữa bệnh, không ai được vào bên trong. Mong hoàng thượng và mọi người bình tĩnh đợi bên ngoài ạ. Sao lại phải như vậy? Dạ, bệ hạ cứ làm theo lời anh ta đi ạ. Nếu không được, người hoàn toàn có thể trừng phạt anh ta. Được, vậy ngươi vào trong đi. Cuối cùng, Akida cũng đã cứu sống được công chúa. Điều đó khiến cả hoàng cung vui mừng khôn xiết. Muôn tâu bệ hạ, thật là kỳ diệu. Công chúa đã tỉnh lại ngay sau khi thầy lang Akida đây thăm khám. Thật ư? Nhưng thưa bệ hạ, công chúa đã sống lại rồi ạ. Ngươi đúng là thần y. Ta nhất định ban thưởng cho ngươi. Ngươi đâu? Mau đem thật nhiều vàng bạc ra để ta hậu đãi vị thần y này. Dạ thưa hoàng thượng, thần có ý này mạo muội xin người cho thần nói ạ. Được, ngươi cứ nói. Công chúa sau khi tỉnh dậy có phần rất cảm kích và lưu luyến vị thần y đây. Dẫu sao thần y cũng là người tài giỏi. Hay là... Đúng đúng, ý ta cũng muốn như vậy. Khanh không cần nói, ta cũng đã hiểu rồi. Ngươi chính là người đã cứu sống con gái ta. Sự sống của công chúa có được là nhờ ngươi. Vậy thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Ngươi đồng ý trở thành phò mã của vương quốc chứ, Akida? Thần xin đa tạ long ân của hoàng thượng ạ. Vua cảm kích sự tài giỏi của Akida nên đã gả công chúa cho anh. Thế là anh trở thành phò mã của vương quốc. Đám cưới được tổ chức linh đình suốt mấy ngày mấy đêm. Có trong mơ, ta cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tất cả là nhờ vào chiếc đũa cả này. Nó đã cứu được bao nhiêu người từ cõi chết trở về. Ta cần phải giữ gìn nó hết sức cẩn thận mới được. Ồ, có khi nào nó cũng có thể khiến cho con người ta trẻ mãi không già không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Thực là ta cũng chưa từng biết hết về mày. Chiếc đũa thần kỳ của ta ạ. Đã cứu rất nhiều người nhờ ngửi được nó. Ta chưa từng ngửi bao giờ. Hay là... Chàng đang làm gì thế, Akida? À, ta... Sao chàng lại ngửi chiếc đũa thế? Nó có mùi gì à? Để em xem nào. Akida chưa kịp nói gì thì công chúa đã cho chiếc đũa lên mũi ngửi. Làm gì có mùi gì đâu nhỉ? Mà hẳn cái đũa này quý lắm phải không chàng? Vì thiết thấy lúc nào chàng cũng mang theo nó bên mình. Ta à, chỉ là chiếc đũa này giúp ta nhớ tới mẹ thôi, nên ta luôn mang nó bên mình. Thôi chàng cất đi, dù sao cũng là vật duy nhất của mẹ để lại cho chàng. Ừ, để ta cất đi vậy. Công chúa ngày càng trẻ đẹp. Thời gian trôi đi đã bao nhiêu năm mà em vẫn thấy công chúa trẻ mãi như vậy. Thiên hạ không ai sánh bằng. Công nhận, bao năm trôi qua mà mình cũng không thấy mình già đi chút nào. Thật là may mắn quá.
Quả như những gì ta nghĩ, chiếc đũa cả không chỉ có phép cải tử hoàn sinh, mà còn làm được phép trường sinh bất lão. Thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, nhưng cả ta và vợ ta không hề bị già đi. Quả đúng như những gì ta đã nghi ngờ. Trên thế gian này, không ai có thể giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân, trường sinh bất lão như ta. Vậy mà hai kẻ kia, người phàm trần, lại có thể trẻ mãi không già. Liệu có phải chính hai kẻ này đã nhặt được chiếc đũa thần của ta chăng? Ta phải đi tìm hiểu rõ sự tình. Hỡi gương thần của ta, hãy mở ra và soi kỹ dưới hạ giới. Hai kẻ phàm trần kia có thứ gì trong tay mà khiến trẻ đẹp hơn ta? Thì ra chiếc đũa cả thần dược đó rơi vào tay hắn. Thế mà bao lâu nay ta truy tìm khắp nơi không thấy. Ta phải lấy lại chiếc đũa của ta mới được. Không thể để đũa thần rơi vào tay những kẻ phàm trần được. Một khi ta đã biết thì nhất định phải lấy lại bằng được chiếc đũa thần của ta. Vào một đêm trăng sáng, khi Akida và công chúa đang say trong giấc ngủ, bất giác nữ thần mặt trăng xuất hiện bên ngoài khung cửa. Nàng ta phóng ánh mắt của mình thành hai tia sáng, chiếu thẳng về phía chiếc đũa dắt bên hông Akida. Chà, mặt trời đã lên cao rồi. Trời ơi, sao chiếc đũa lại bị móc thế này? Ta luôn giữ gìn bên mình và thường xuyên lau chùi nó cơ mà. Ta phải mang ra ngoài phơi nắng mới được. Không biết phải ngồi canh bao lâu nữa thì chiếc đũa mới hết móc nhỉ? Chả lẽ lại sai quân lính trong Nam hộ? Không được. À, phải rồi, gọi Kisu đến trông cho một lát. Chỉ có Kisu là đáng tin thôi. Kisu, ngươi ngồi đây trông chiếc đũa cả cho ta. Không được cho ai lấy nó đi đấy. Thấy cơ hội tốt đã đến, nữ thần mặt trăng bèn lẻn đến đánh cắp chiếc đũa. Lúc đó đang độ giữa trưa, nữ thần mặt trăng phát ra ánh sáng yếu ớt nên Kisu không thể nhìn thấy rõ. Nó chỉ đánh hơi vì thấy mùi lạ. Nữ thần mặt trăng nhặt lấy cái đũa và chạy mất. Chú chó Kisu nghe mùi cái đũa chạy đuổi theo phía sau. Kể từ ngày ấy, chú chó Kisu cứ đuổi theo nữ thần mặt trăng. Nhờ ngửi mùi đũa nên nó trở thành trường sinh bất lão. Ban đêm, nó nhìn thấy mặt trăng rõ nên bắt được mặt trăng ngoạm vào mồm. Chú chó Kisu định nuốt chửng mặt trăng, nhưng cổ họng bé quá, nó đành phải nhả ra vì không nuốt trôi. Hết năm này qua tháng nọ, chú chó Kisu tiếp tục đuổi theo mặt trăng và cứ đuổi mãi, nên mỗi khi có nguyệt thực, người ta lại nói mặt trăng bị chú chó ngoạm vào rồi. Đến khi hết nguyệt thực, họ lại nói chú chó thả mặt trăng ra rồi. Vợ chồng thay nhau làm vua. Đại Việt Kiến Gia, năm thứ 14, năm 1224. Lý Huệ Tông ta sắc phong Chiêu Thánh làm hoàng thái tử và truyền ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu là Chiêu Hoàng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bẩm bệ hạ, người còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm giải quyết chuyện triều chính. Vì vậy Trần Thừa ta tuân lệnh thái thượng hoàng, xin nhiếp chính thay người ạ. Cháu đồng ý ạ, bá phụ hãy đứng ra nhiếp chính. Bẩm bệ hạ, giờ người là vua của một nước, xin người hãy để ý xưng hô. Thần dù là bá phụ của người, thần là thần tử của người, người không được xưng cháu, gọi bá phụ như vậy nữa. Vâng, à, ta hiểu rồi, người hãy giúp ta đứng ra nhiếp chính. Tuân lệnh bệ hạ. Bệ hạ, người không bắt được nó đâu. Ta nhất định sẽ bắt nó. À, người xem, ta bắt được rồi này. Bệ hạ, người đang làm gì thế này? Bệ hạ, thần mang điểm tâm chiều đến cho người, nhưng không thấy người ở trong điện.
Hóa ra là người đến ngự hoa viên ạ. May quá mama ạ, ta chơi nãy giờ nên đói quá. Bệ hạ, người quên rồi sao? Giờ người không còn là công chúa nữa, giờ người là vua của một nước. Người không nên chơi đùa như trước nữa ạ. Còn ngươi nữa, Tiểu Lan, thân là cung nữ của bệ hạ, ngươi không biết nhắc nhở bệ hạ mà lại còn hùa theo. Ta phạt ngươi 3 đêm không được ngủ, xuống nhà bếp chịu phạt. À, mama tổng quản, xin người tha tội cho tiểu nữ. Tiểu nữ không dám nữa đâu ạ. Mama, người trách tội ta là được, là ta đòi đến ngự hoa viên chơi. Bẩm bệ hạ, thần không dám. Người là bậc thiên tử, là vua của một nước, thần đâu dám trách phạt người ạ. Người không làm sai gì cả, tất cả là do cung nữ của người không làm tròn nghĩa vụ thôi ạ. Ai cũng nói ta là thiên tử, là vua một nước, vậy mà đến việc ta đi đâu, ăn gì, mặc gì cũng bị ngăn cấm. Khi trở thành vua của một nước, trọng trách trên vai người rất lớn. Thần dân sẽ luôn dõi theo cách hành xử của người đấy ạ. Vậy thì thôi, ta không cần, ta không muốn trở thành vua, không muốn thành nữ quân vương gì cả. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Trần thừa cúi chào bệ hạ, Trần thủ độ cúi chào bệ hạ. Miễn lễ, miễn lễ. Bệ hạ, ta đi từ xa vừa nghe thấy người nói không muốn trở thành vua, sao người lại nói vậy? Bệ hạ, có chuyện gì khiến người phiền lòng vậy ạ? Ta muốn ra ngoài đi chơi. Ta muốn ăn gì mình muốn, làm gì mình thích. Ta không muốn suốt ngày trong cung đọc sách, học lễ nghĩa. Ta không muốn làm vua nữa. Bệ hạ, người đã nhận sắc phong của hoàng thượng, người tương lai phải gánh trọng trách của đất nước, nên từ nhỏ người phải chịu khó tu dưỡng học tập, không thể mãi chơi thế được. Thái quý, bệ hạ tuổi còn nhỏ, trước kia vốn là một tiểu công chúa tự do tự tại, bỗng chốc gánh vác giang sơn trên vai nên tạm thời chưa thể thích ứng được, cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta cứ từ từ khuyên giải bệ hạ cũng được. Được rồi, ta hiểu rồi. Tiện đây, để ta bố trí Trần Cảnh đến hầu cận bệ hạ. Có một người hầu cận chạc tuổi bên cạnh cùng học tập nhắc nhở người, ta nghĩ bệ hạ sẽ vui vẻ hơn khi ở trong cung. Trần Cảnh là ai? Bẩm bệ hạ, Trần Cảnh là con trai thứ của ta. Trần Cảnh bằng tuổi người đấy ạ. Hiện đang giữ chức chánh thủ, đội trưởng đội hậu cần trong cung. Sử sách ghi chép rằng khi ấy Trần Thủ Độ đang giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, trông coi mọi việc quân sự trong ngoài thành. Trần Thủ Độ đã đưa các cháu trai vào cung cấm, nắm giữ nhiều chức vụ lớn nhỏ. Hôm nay là lần đầu tiên ta được diện kiến thánh thượng, nhất định phải làm thật tốt, không được để xảy ra sai sót gì. Tên kia, đứng lại. Tên kia, ngươi là ai? Ngươi đang lén lút làm chuyện gì thế? Không phải chuyện của nhà ngươi, mau đi đi, thả áo ta ra. Ta không thể để ngươi đi được. Biết đâu ngươi là một kẻ trộm cắp phá hoại, biết đâu ngươi đã gây ra tội quả lớn ở trong cung, rồi đang bỏ trốn cũng nên. Ngươi mau xuống đây. Bệ hạ, tiểu nữ tìm thấy bệ hạ rồi. Người lại định lén trốn đi chơi đấy à? Còn đây là ai? Sao hai người lại... Bệ hạ sao? Cái tình lắm chuyện này, người làm hỏng hết chuyện của ta rồi. Bệ hạ, người nhanh trở về đi ạ. Thầy dạy môn học tiếp theo của người sắp đến rồi đấy ạ. Cái tình thối tha nhà ngươi, còn để ta bắt gặp mặt ngươi một lần nữa thì ngươi chết với ta. Bệ hạ, xin bệ hạ khai ân. Tiểu Lan, ta muốn rửa mặt, ta buồn ngủ quá, không thể mở mắt nổi nữa rồi. Cứ thế này, môn học tiếp theo ta sẽ ngủ gật mất. Vâng, thưa bệ hạ. Bẩm bệ hạ, hôm nay Thái sư Trần Thủ Độ có cử chánh thủ Trần Cảnh đến hầu cận bệ hạ đây ạ.
Bệ hạ, mời người rửa mặt ạ. À, người làm gì mà run lẩy bẩy lên thế? Có phải người nhớ đến lời ta nói, nếu để ta bắt gặp mặt người một lần nữa thì người chết với ta, phải không? Xin bệ hạ hãy thứ tội, ta đã mạo phạm người. Ta cũng chỉ vì lo có kẻ gian làm chuyện xấu trong cung nên mới mạnh tay như vậy. Người biết có tội nặng vậy mà không trốn đi, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Có phải người cậy cha người quyền cao chức trọng nên không sợ ta phải không? Bẩm bệ hạ, không phải vậy đâu ạ. Trần Cảnh được giao nhiệm vụ đến đây hầu cận bệ hạ, chưa hoàn thành trọng trách mà nhát gan bỏ trốn, thật không dám ạ. Vậy ngươi không sợ ta xử phạt ngươi, chém đầu móc mắt ngươi sao? Xin bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân ạ. Nếu có ban cho thần cái chết thì xin người để cho thần chết đói đi ạ. À, đừng móc mắt chém đầu thần, thần sợ đau lắm. Ngươi thật biết chọn cái chết đấy. Bệ hạ ăn món nem cong này đi ạ. À, trông nó vừa ngon vừa đẹp mắt. Không. Vậy người ăn thử món sâm cầm hầm thuốc bắc này đi ạ. À, nó mới thơm làm sao. Không không, ta cho người ăn hết đi. Trông người ăn mới ngon là làm sao? Ta nhìn người ăn mà cũng cảm thấy muốn ăn rồi đó. Bệ hạ, chỉ còn người ăn ngon miệng, Trần Cảnh có chết vì bộ thực cũng cam lòng. Bệ hạ, đây là bài tập tuần này của người. Người phải làm hết số bài tập này cho ta. Mời bệ hạ rửa mặt ạ. Người rửa mặt trước đi. Bệ hạ, người làm gì vậy? Thần bị ướt hết rồi. Ta chỉ đùa thôi, cho ngươi này. Bệ hạ, đây là khăn trầu của người, thần không dám. Có gì mà dám với không dám chứ, nó chỉ là một cái khăn thôi mà. Từ bao giờ bệ hạ và Trần Cảnh đã thân thiết với nhau như vậy? Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho tộc Trần hay sao? Nhưng rồi lại có thể chết cả họ vì chuyện này cũng nên. Ta phải thay hết cung nữ ở đây thành người thân tín mới được, kéo lại tai chết mạch Trần. Hôm nay bệ hạ long thể bất an, cần được nghỉ ngơi. Ta sẽ thay người phê duyệt tấu sớ. Bệ hạ có chuyện gì sao? Thật đáng lo. Bệ hạ, người dậy uống thuốc đi ạ. Ta không uống đâu, thuốc đắng lắm. Thuốc đắng giả tật, bệ hạ phải nhanh uống mới khỏi bệnh chứ. Người xem, khi nào bệ hạ khỏi, Tiểu Lan sẽ xin mama tổng quản cho người ra ngự hoa viên chơi. Thôi, chẳng được đâu. Mama tổng quản không cấm ta đi chơi. Nhưng nếu ta đi chơi, bà ấy lại phạt các ngươi. Ta chẳng muốn đi nữa đâu. Vậy quá ra, lần trước ta bắt gặp bệ hạ trèo tường là người trốn đi chơi sao? Quá ra bệ hạ còn đáng thương hơn cả ta. Tuổi còn nhỏ mà chẳng thể tự do làm điều mình muốn. Suốt ngày phải đọc sách, nghe thầy giáo dạy tiểu học, khai tâm bảo giám, rồi lại đến cả tứ thư, ngũ kinh. Bệ hạ, thần đã thêm chút mật ong vào cho thuốc bớt đắng rồi đấy ạ. À, người hãy yên tâm uống đi. Thật sao? Đúng vậy. Nếu người chịu uống hết bát thuốc này, thần sẽ có cách giúp người lẻn đi chơi mà không bị mama tổng quản phát hiện. Trần Cảnh, người nói gì? Trốn đi chơi ư? Có thật không? Bệ hạ, người uống thuốc đi. Cứ tin ở ta. Còn Tiểu Lan, chị phải giúp ta một việc đấy nhé. Được, có cần giúp gì cậu cứ bảo tôi. Tiểu Lan, bệ hạ sao rồi? Người đã chịu uống thuốc chưa? Bẩm mama, bệ hạ còn mệt lắm. Người vừa uống thuốc xong, giờ đã ngủ rồi. Buổi học chiều nay chắc bệ hạ không thể tham gia được đâu ạ. Được rồi, để ta báo với các giảng quan, chiều nay không cần đến đây dạy học cho bệ hạ nữa. Người nhớ chăm sóc bệ hạ cho cẩn thận. Vâng, thưa mama.
May quá, Mama tổng quản không nghi ngờ gì cả. Được đi chơi, ta thấy trong người khoan khoái quá, hết cả mệt mỏi. Người có thể thường xuyên đến đây chơi, đây là hoàng cung của bệ hạ mà. Đúng là hoàng cung của ta, nhưng ta lại chẳng thể làm gì mình muốn ở nơi đây. Ngày nào cũng phải làm những gì người khác sắp đặt, từ việc học tập, ăn uống, sinh hoạt. Người biết không, trước kia ở ngoài cung, thần cũng sống rất tự do tự tại. Từ khi cha và chú muốn thần vào cung, thần cũng cảm thấy buồn chán và bí bách vô cùng. Nhưng xem ra thần vẫn còn tự do hơn bệ hạ. Làm vua quả thật không sung sướng gì. Đúng vậy, ta thật sự không muốn làm vua thêm một phút giây nào nữa. Người nói thật ư? Ta nói dối người làm gì? Nhưng người biết đấy, vận mệnh của ta, ta vốn không thể tự quyết định được. Người biết không, nếu không có Tiểu Lan và người bên cạnh, chắc ta buồn chết mất. Thần có làm được gì cho bệ hạ đâu ạ? À? Ngươi đừng nói vậy. Ngươi như một người bạn tri kỷ, khiến ta có thể thoải mái vui cười, tâm sự. Và bắt nạt nữa, thưa bệ hạ. Ngươi vừa nói gì? Dạ không ạ. À. Được bệ hạ bắt nạt là phúc phần của thần ạ. À. Người căm ghét ngai vàng của mình đến sinh bệnh, nhưng ta ngoài mua vui cho người thì lại chẳng thể làm gì để giúp người cả. Ta biết có một cách cháu có thể giúp được bệ hạ đây. À, sao chú lại ở đây? Là do cháu. Bệ hạ. Được rồi, không sao, ta hiểu. Bệ hạ còn nhỏ, ham chơi là đúng rồi. Thời gian qua bệ hạ đã chất giả rồi. Chuyện hôm nay ta không báo cáo lại đâu. Chỉ là ta vô tình đi qua đã nghe được tâm tư của bệ hạ và cháu. Chú, ban nãy chú nói chú biết cách để cháu có thể giúp được bệ hạ. Là sao ạ? Đúng vậy, ta có cách hóa giải được nhiều phiền muộn giúp bệ hạ. Và cách này phải có cháu giúp đấy Trần Cảnh ạ. Chỉ cần có thể giúp được bệ hạ, khó khăn gian nan thế nào cháu cũng có thể chịu được. Xem ra tình cảm của cháu dành cho bệ hạ không hề nhỏ. Tự gia phụ quốc, thái úy Trần Thừa. Chú nói cái gì? Tác hợp cho con trai ta Trần Cảnh và bệ hạ, sau đó để bệ hạ truyền ngôi cho Trần Cảnh sao? Chú có biết mình đang nói gì không? Ta thật sự không nói hàm hồ đâu. Ta để ý thấy gần đây Trần Cảnh và bệ hạ rất tâm đầu ý hợp. Cả hai có vẻ quý mến nhau. Bệ hạ là nữ nhi, trước sau gì cũng lập gia thất. Ta thấy diện mạo của Trần Cảnh mũi cao, hai gò má trội, đúng là chuẩn long nhan. Tính tình lại rộng rãi trung thực, biết thương người. Trần Cảnh có khí độ của một vị thái bình thiên tử. Không được, chúng ta và Thái hậu Trần Thị Dung và Chiêu Hoàng là chỗ họ ngoại chí thân, sao có thể làm ra cái việc tranh đoạt đấy? Ta sợ rằng chúng ta chẳng khỏi mang tiếng cho hậu thế đâu. Đại huynh hãy nghĩ kỹ xem, dân nước đang suy, trong thời thế này chỉ có họ nhà Trần thay ngôi nhà Lý thì mới cứu được dân nước mà thôi. Trời đã cho ta cơ hội ngàn vàng này, mà không biết chớp thì sẽ phải chịu tai ương đi. Còn về Thái hậu thì người không cần suy nghĩ. Thực ra đây là ý của cả Thái hậu và ta. Thái hậu vốn không muốn con gái người Chiêu Thánh phải một mình đứng ra can đảm diệt nước, lại càng không muốn giang sơn xã tắc này rơi vào tay của ngoại tộc. Vì vậy Thái hậu rất muốn tác hợp cho Trần Cảnh và Chiêu Hoàng, rồi tiếp đến là họ ngoại chúng ta lên nắm quyền. Được rồi, chuyện này chú và Thái hậu tùy ý định liệu, ta cũng không muốn can dự vào. Nhưng hai người làm sao cho thành sự thì làm. Họ nhà ta lên làm hoàng tộc hay phải diệt tộc cũng là ở một chuyện này, không thể sơ suất được. Đại huynh cứ yên tâm, ta đã có kế hoạch của mình rồi.
Bệ hạ là Phượng Nữ Nhi, lại còn nhỏ tuổi, trước một trọng trách lớn được chuyển giao, người không khỏi những phiền muộn và áp lực, lâu dần dẫn đến sinh bệnh. Vì vậy thái hậu muốn bệ hạ sớm lập gia thất để có người bầu bạn san sẻ gánh nặng giang sơn. Các ngươi nghĩ thế nào? Chuyện này chẳng phải là chuyện đại hỷ sao? Thái hậu đã nói ra tâm tư của bệ hạ, chúng thần cũng xin đồng thuận ạ. Cái gì? Mẫu thân muốn con thành thân ư? Đúng vậy. Chẳng phải con luôn than phiền với ta rằng con chán ghét ngai vàng, con muốn được trở thành như xưa sao? Khi mà có thể tự do tự tại làm những điều con muốn. Chỉ cần con thành thân là có thể được trở về như trước sao mẫu thân? Người nói thật sao? Đúng vậy. Chỉ cần con thành thân, sau đó truyền lại ngôi báu cho phu quân mình là được. Con thấy sao? Vậy thì tuyệt quá. Nhưng con sẽ thành thân với ai? Con sẽ thành thân với Trần Cảnh. Con thấy sao? Ta biết con và Trần Cảnh rất quý mến nhau phải không? Nếu là Trần Cảnh thì được ạ. Nhưng mẫu thân ơi, nếu con truyền ngôi báu lại cho Trần Cảnh, khi ấy Trần Cảnh sẽ trở thành vua. Đến lúc ấy, chẳng phải cậu ấy sẽ như con, mất hết tự do, sống trong tháng ngày buồn bã sao? Không, con không thể làm vậy với cậu ấy. Chỉ cần bệ hạ có thể sống vui vẻ, thần quyết không từ nan. Được lắm Trần Cảnh, cháu đúng là không làm ta thất vọng. Nhưng bẩm thái hậu, chuyện chọn Trần Cảnh làm phu quân của bệ hạ và chuyện truyền ngôi không thể cứ vậy mà công bố. Chúng ta cần có chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng Lý Huệ Tông để hợp thức hóa mọi chuyện, để không ai có thể nghi ngờ dèm pha được. Được rồi, ta hiểu rồi. Chuyện này cứ để ta lo liệu. Ta hiểu rồi. Ta sẽ xuống chiếu chỉ theo ý Thái Hậu. Giờ thì Thái Hậu hãy về đi, đừng làm chốn thanh tịnh này trở nên thị phi nữa. Ta tin Thượng Hoàng đã nói thì sẽ làm. Ta sẽ về cung chờ chiếu chỉ của Thượng Hoàng. Xem ra cuối cùng thì mọi chuyện cũng thuận theo ý nàng. Giang sơn xã tắc đầy, cuối cùng cũng vào tay họ nhà Trần nàng. Nếu muốn trách thì người hãy trách bản thân, khi tại vị thì đam mê sắc dục, ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến triều chính, để cho vận nước suy vị. Giờ đây người hãy ở đây mà tu tâm tích đức, để cho những người hiền tài trị vì đất nước này đi. Bẩm thánh thượng, bẩm thái quý. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa, có chiếu chỉ của Thái Thượng Hoàng truyền đến ạ. Thượng Hoàng ư? Chẳng phải người đang ở chùa Chân Giáo sao? Chuyện gì mà khiến Thượng Hoàng phải xuống chiếu vậy? Thái Thượng Hoàng chiếu giết Lý Huệ Tông ta vì không có đức, mắc tội với trời, không có con để nối dõi, nên đã truyền ngôi cho con gái là Chiêu Dương. Nay xét thấy Phượng Nữ Nhi có bề cai trị được đất nước, xây dựng cơ nghiệp thiên thu, chi bằng ta theo cái phép thuở xa xưa của Đường Nghiêu, cái thể thức gần đây là Nhân Tổ, Lý Nhân Tông, để kén chọn người hiền mà trao ngôi. Ta nhận thấy Trần Cảnh, con trai thứ hai của phụ quốc Thái Quý Trần Thừa, tuổi hãy còn nhỏ mà tướng mạo khác thường, tất có thể giúp đời yên dân. Ta muốn Trần Cảnh thay Chiêu Dương làm chủ cơ nghiệp nước nhà. Và lại ta thấy Chiêu Dương cũng xứng đôi với Trần Cảnh. Vì vậy các khanh hãy cùng ta tác hợp cho nhân duyên này. Chắc hẳn Thượng Hoàng biết chuyện bệ hạ muốn thành lập gia thất, nên có ý tiến cử Nhị Lang nhà Thái Quý đây. Xem ra Thượng Hoàng muốn theo vua Nghiêu Thuấn thời xa xưa, chọn người hiện tại để phó thác ngôi cao, đó quả thực là một quyết định sáng suốt. Nhị Lang nhà Thái Quý quả thực thông minh sáng lạng, thật có bóng dáng của Minh Quân. Xin Hoàng Thái Quý hãy chấp thuận ạ. Chuyện này kính mong Thái Quý chấp thuận.
Ngày 22 tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh. Ngày 10 tháng 1 năm 1226, Lý Chiêu Hoàng trao hoàng bào cho Trần Cảnh ở Điện Thiên An. Nhà Lý chấm dứt sau 216 năm tồn tại. Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Trần Thái Tông. Sau khi nhượng vị, Chiêu Hoàng trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu. Sau khi lên ngôi, Trần Thái Tông tôn Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng, còn Trần Thủ Độ được giữ chức Thái Sư Thống Quốc, thành Quân Vũ Chinh Thảo Sư. Cả hai cùng đứng ra nhiếp chính, phò tá Trần Thái Tông khi vua còn nhỏ tuổi. Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, hai đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, vốn không biết rằng tình cảm của cả hai đã tạo ra một cuộc chuyển giao quyền lực có 102 trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam giữa nhà Lý và nhà Trần.